Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần biểu diễn thứ hai. Cái sự lội ngược dòng của bạn cũng đáng kinh ngạc. Từ một thí sinh nằm ở vị trí top 3 nguy hiểm, cũng giống như Xuân Lộc, vượt lên là top 3 dẫn đầu trong việc giảm cân. Và chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ đến với một vở nhạc kịch kinh điển, trích đoạn ngắn trong Carmen. Mời quý vị chào đón Ngân An. Với chiếc áo mưa nó khiến mình cảm thấy khó thở và nóng nực hơn bình thường, ra nhiều mồ hôi hơn, mình cảm thấy là hơi chóng mặt. Trong quá trình nhảy dây thì mình đã phải dừng lại rất nhiều lần do đùi mình quá nặng và cơ thể cũng nặng nề. Kinh khủng nhất đối với mình đó là bài lật lốp ô tô. Sau tuần nhảy vừa rồi, lưng của mình bị đau, khi mình cố gắng lật lốp lên thì mình cảm thấy cơn đau nó dữ dội hơn nhiều. Và trong quá trình lật lốp thì mình đã ức chế đau đớn đến nỗi mà mình khóc, cắn chặt răng và cố gắng gồng hết sức lại lật lốp ô tô đến đích cuối cùng. Mình biết rằng là ý chí giảm cân của mình vẫn chưa tốt, tuy nhiên thì mình vẫn chưa biết cách khắc phục sao để có thể vượt được chính bản thân của mình. Tuần này với thể loại nhạc kịch, Ngân An và Nhật Anh sẽ gửi tới quý vị một phân đoạn trong vở kịch opera nổi tiếng Carmen. Khó khăn trong tuần này của mình là việc thể hiện hai tính cách con người trong cùng một nhân vật. Một là vừa sexy, quyến rũ, nhưng một bên lại là sự nguy hiểm và tàn ác. Bên cạnh đó là việc nhảy trên một chiếc bàn cao khiến cho mình không giữ được thăng bằng tốt, và cùng với những động tác tango nhanh, chắc. Việc này khiến cho mình gặp rất nhiều khó khăn và mình hy vọng rằng mình sẽ thể hiện được tốt các phần nhảy của mình. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien au vent qu'on l'appelle s'il lui convient de refuser. Et en effet, menace aux prières, l'un parle bien, l'autre se tait. C'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît. Il est enfant de bohème, il n'a jamais, jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime encore dans toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime. Và Nhật Anh này quá xuất sắc, này thần thái quá cưng ơi, trời ơi râu, trời ơi biết nói sao đây. Nu Phước Thịnh nhìn các bạn say đắm, mời Nu. Nu coi cái clip mà bạn tập, bạn khóc. Sau khi Nu coi cái bài nhảy của bạn, ai nói một người cân nặng thì lại không có thể sexy được, không có thể dễ thương và xinh đẹp được, đồng ý không quý vị? Và đặc biệt Nu quan sát rất kỹ, đó là cái chấm điểm chân của bạn khi mà bạn đi những cái bước đó. Và cái bài này, cái tinh thần nhạc Carmen này nó lại làm một cái điểm cộng rất là lớn khi mà bạn mạo hiểm chọn cái bài hát này. Khi mà bạn nhún người để mà bạn chuyển mình từ trên cái bàn xuống dưới đất á, thì Nu cũng rất là hồi hộp dùm cho bạn, nhưng mà rất là nhẹ nhàng, rất là uyển chuyển. Đôi khi có những điều mà Nu cảm thấy được rằng với một người bình thường sẽ còn khó hơn. Chẳng hạn như đối với Nu, nếu Nu nhảy những động tác như thế này, tay chân của Nu rất là dài, cũng đôi khi cái cân nặng nó là một lợi thế cho mình, có thể rút ngắn được những cái khoảng cách tay chân của mình và làm cho bạn cực kỳ linh hoạt. Và khi bạn diễn á, bạn tương tác với tất cả mọi người, làm cho mọi người phấn khích hơn rất là nhiều. Chúc mừng bạn. Cảm ơn Nu. John thì sao? Cái phần diễn trong cái bài này nó rất là hay. Anh thấy rõ cái lửa trong cái ánh mắt của hai em. Ngon ngang lúc em đang nhìn Nhật Anh và giao lưu, anh thấy
rõ cái sự ghét, yêu, muốn giết, muốn thương tất cả cái màu đó. Thì cái đó là cái hay, là cái cảm giác, cái phần diễn. Cái không hay là cái động tác. Nó có một số mấy cái hình của Tango thì rất đẹp, nhưng mà mấy cái động tác chân, mấy cái động tác giật nó chưa đã lắm. Nhưng mà gọi là chưa hài lòng lắm thôi chứ đúng không? Yeah. Chứ không đến nỗi tệ cũng okay, đúng không? Cũng được, không có tệ. Nói một chút xíu về lúc mình chạy chương trình. Có nhiều động tác em cũng cố gắng làm. Nó rất là khó, rất là phức tạp. Và anh đánh giá cao về cái sự cố gắng của em. Nhưng mà anh sợ nếu mà em sẽ làm cái đó thì nó qua cái level. Là có nhìn là quá không, cái sức của bạn. Dạ, yeah, em không làm được. Nhưng trong một cái thời gian rất là ngắn thì thay đổi cái bài một chút. Thì cái đó là một cái sự thông minh của Nhật Anh để dừng mấy cái hình, mấy cái thế trong Tango và Dance Sport. Thì cái đó mình thấy cái đẹp. Một số động tác thôi thì anh cần nó mạnh hơn. Tại anh biết em làm được. Yeah. Cảm ơn John. Anh Đàm Vĩnh Hưng thì sao ạ? Các bạn chọn nhạc đúng chủ đề ngày hôm nay. Cái bài thi này đó, có những cái hay và những cái chưa đã, nó cứ đang xen nhau hoài. Hơn cần nó tốt hơn nữa, đó là cái sự bùng nổ, dù là chỉ vài giây thôi, nhưng nó sẽ ghi điểm rất nhiều. Trong cái biểu diễn nó chỉ cần những vài khoảnh khắc ngắn thôi, thì tụi em phải cho mình cái động tác hoặc là cái điểm đỉnh nhất của trong cái bài thi đó là nên có. Ha. Như vậy qua cái lời nói của các vị giám khảo thì chúng tôi nhận thấy được rằng là có hai cái tiêu chí mà họ luôn luôn theo đuổi. Một là các bạn phải giữ được cái độ ổn định của động tác, lúc nào cũng phải tốt hết chứ không phải là lúc tốt, lúc không tốt. Cái điều thứ hai là phải ít nhất là có một điểm đột phá. Và bạn cũng cố gắng hơn nhiều ha. Và thưa quý vị, nếu như quý vị và các bạn yêu thích họ và dự đoán xem họ sẽ là tiết mục được giám khảo lựa chọn là xuất sắc nhất tuần sau, chúng ta soạn tin nhắn BN khoảng cách 02 gửi về 8369. Mỗi một tin nhắn sẽ là 3.000 đồng. Và bây giờ sẽ là điểm số từ giám khảo. Mời Nú Phước Thịnh. 9 điểm. Mời Đàm Vĩnh Hưng. 8 điểm. Và John Huy Trần. 8 điểm. Xin chúc mừng bạn. Như vậy là điểm trung bình từ giám khảo là 8,3. Hy vọng là cái điểm giảm cân của bạn cũng cao như vậy ha. Mời bạn. Có vẻ tuần này Ngân An đã thon gọn đi rất nhiều. Cân nặng cũ là 87,8 kg. Cân nặng hiện tại là 83,7 kg. Bạn giảm được 4,1 kg, tương đương với 4.7%. Tổng điểm 13 điểm. Chúc mừng. Quá xuất sắc. Chúc mừng bạn. Trà thảo mộc Dr. Thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Hân hạnh đồng hành.